Vâng, kính chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta tin tức ngày 4 tháng 1 năm 2021 cái nội dung chính sau đây. Bộ Công an làm việc với 6 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Phước. Và theo nguồn tin từ báo Thanh niên thì Ít nhất là 6 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước đã được Bộ Công an mời lên làm việc xung quanh vụ mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm. Chiều ngày 4 tháng 1, nguồn tin riêng của thanh niên cho biết thì có ít nhất là 6 cán bộ thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Phước đã được các lực lượng thuộc Bộ Công an mời làm việc. Và cụ thể thì ngoài bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, giám đốc CDC Bình Phước còn có thêm là 5 người khác cùng cơ quan này cũng được mời làm việc gồm kế toán trưởng, 3 cán bộ khoa dược và một cán bộ khoa xét nghiệm. Và cũng theo nguồn tin trên thì sau khi các lực lượng thuộc Bộ Công an làm việc tại CDC Bình Phước vào chiều ngày 3 tháng 1, niêm phong một số tài liệu và mang đi thì đến hôm nay các hoạt động tại cơ quan này vẫn diễn ra bình thường. Thì trước đó như báo Thanh niên đã đưa tin thì trong năm 2021, CDC Bình Phước đã mua từ công ty Việt Á 87.392 kit test Covid-19 và 47.900 kit test tách chiếc với tổng số tiền hơn 41,5 tỷ đồng, trong đó thì CDC Bình Phước đã thanh toán trên 7,1 tỷ đồng, số còn lại là 34,38 tỷ đồng, chưa hoàn tất thủ tục thanh toán và cũng trong năm 2021 thì CDC Bình Phước còn mua máy xét nghiệm RT-PCR và máy tách chiếc tự động DNA và RNA của công ty Việt Á với tổng số chi phí là 2,75 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Cả hai máy đều đang hoàn tất thủ tục, chưa thanh toán. Với trao đổi với báo chí cũng như thông tin công khai trên đài truyền hình địa phương, ông Nguyễn Văn Sáu thừa nhận có việc nhận quà của công ty Việt Á vào đầu tháng 12 năm 2021, đại diện công ty Việt Á có lên gặp và gửi quà cho tôi. Sau khi nhận của công ty Việt Á về, tôi kiểm tra thì đó là quà của công ty gửi cho tôi. Việc này tôi đã báo cáo tổ chức, báo cáo lãnh đạo các cấp. Phần quà này sau kỳ nghỉ lễ tôi sẽ nộp lại cơ quan chức năng ông sáu thông tin trả lời với phóng viên thanh niên thì bà trần tiết minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước cho biết các quy trình thủ tục liên quan đến mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm bao gồm mua sắm theo hình thức đấu thầu rộng rãi hay là chỉ định thầu do cdc bình phước và sở y tế trình đều được sở tài chính bình phước thẩm định Tham mưu trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền quan điểm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước nếu phát hiện tổ chức cá nhân nào có tiêu cực khi mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm liên quan đến công ty Việt Á đều phải được xử lý triệt để nghiêm túc theo quy định pháp luật và không có vùng cấm không có ngoại lệ và đó là thông tin ngày 4 tháng 1 và nếu em thấy thông tin này bổ thì đừng quên cho tôi một like một chia sẻ và một comment và đừng quên đăng ký vào chung để theo dõi những cái thông tin về cái vụ này mới nhất nha anh em hãy đăng ký vào chuông nha tạm biệt